tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ, có một hộ gia đình đã sẵn sàng để chụp ảnh chân dung gia đình. Đây không phải là một gia đình bình thường. Đây là nam chủ nhà Jayana Chana. Bên cạnh người đàn ông này là 39 người vợ và 94 đứa con của ông. Họ là một đại gia đình đông nhất trên thế giới. 181 người sống trong một biệt thự lớn rộng 4.000 m², căn nhà có hơn 100 phòng, có dây phơi dài 100 m bên ngoài. Những đứa trẻ đang trên đường đến trường này là một gia đình. Đội bóng đá này cũng được thành lập bởi những đứa con của Chana. Hậu duệ của Chana rất đông, chiếm 1/5 tổng số học sinh trong trường. Đây là giáo viên tiếng Anh của trường địa phương, đồng thời cũng là một trong những người con của Chana. Anh ấy tên là Sachin. Hầu hết học sinh mà anh dạy đều là cháu trai, cháu gái và anh em họ của ông. Khi phóng viên hỏi anh có bao nhiêu anh chị em, anh ấy nói rằng anh ấy không biết, phải về nhà để kiểm tra lại trên máy tính. Đây chính là thành viên sổ hộ khẩu của họ, ghi chi tiết mỗi danh tính và có bao nhiêu người. Chế độ đa thê là bất hợp pháp, nhưng nơi này là một ngọn núi hẻo lánh cách xa luật pháp, đương nhiên không ai có thể kiểm soát. Người vợ đầu tiên của Chana là người Trung Quốc, kết hôn với Chana ở tuổi 20 vào năm 1959 và trở thành người vợ đầu tiên của mình. Với tư cách là vợ cả, bà ấy chịu trách nhiệm mọi công việc ở nhà và sẽ phân công việc nhà cho từng người vợ. Những người vợ này tôn trọng vợ cả của Chana và sẽ làm theo những gì cô ấy nói. Ông Chana đã mất kiểm soát kể từ khi kết hôn với người vợ đầu tiên vào năm 17 tuổi. Kỷ lục cao nhất của ông là cưới 10 vợ trong một năm. Chana cưới người vợ thứ 39 vào năm ông 60 tuổi, mà người vợ này chỉ mới 25 tuổi. Chana cưới 39 người vợ là điều mà người vợ cả không ngờ tới. Bởi vì bà rất yêu ông Chana nên đã chọn nhẫn nhịn. Đại gia đình này ăn ở cùng một chỗ. Mỗi ngày bọn họ ăn hết 80 kg gạo. Mỗi lần gia đình bọn họ nấu ăn đều sẽ gặp phải không ít phiền phức. Món trứng chiên cũng phải đầy cả chậu. Công việc hàng ngày của những người phụ nữ trong gia đình này là tự tay đập đá to thành đá nhỏ để làm đường, hoặc đi ra ngoài làm việc. Ví dụ những người này đã trở lại sau khi làm việc bên ngoài trong vài giờ, bọn họ đã hái được 50 kg rau. Khi người dẫn chương trình hỏi đã có ai ly hôn với Chana chưa, ông ấy nói rằng ngoại trừ hai người vợ đã chết từ lâu thì chưa có ai ly hôn với ông cả. Còn có một người vợ đã bỏ ông, nhưng không phải vì không còn yêu ông, mà là vì gia đình của cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã lấy một người đàn ông có quá nhiều vợ. Điều đó thật là điên rồ. Bọn họ đã cưỡng chế dẫn cô đấy đi. Đại gia đình này phải chi 300 euro một tuần để mua thức ăn. Có một xe tải đầy hàng sẽ giao cho đại gia đình Chana 2 lần một tuần trong suốt 8 năm qua. Tài xế cho biết anh không thể tưởng tượng được ông ấy lại kết hôn với nhiều phụ nữ như vậy. Anh nói rằng một vợ thôi đã là quá đủ rồi. Mặc dù Sachin sống trong một gia đình như vậy, nhưng không bị ảnh hưởng bởi chế độ đa thê. Anh ấy cũng nghĩ chỉ cần có vợ trong tương lai là đủ. Nhà máy gỗ này là của Chana. Tất cả những người đến làm việc ở đây đều là con cháu của ông. Là một doanh nghiệp gia đình chân chính, có rất nhiều đứa trẻ. Sau giờ làm việc có thể chơi bóng cùng nhau bơi lội. Người vợ lớn tuổi nhất trong số 39 người vợ của Chana đã 72 tuổi, nhỏ nhất là 38 tuổi, mà con trai lớn nhất của ông đã 52 tuổi, nhỏ nhất là 8 tuổi. Dù đã có rất nhiều người trong gia đình này nhưng Chana vẫn chưa hài lòng. Ông vẫn muốn lấy thêm vợ và sinh thêm vài người con nữa. Chana nói để duy trì một đại gia đình như vậy, mặc dù nghe có vẻ rất khó, nhưng họ có tình yêu và kỷ luật nghiêm khắc nên không quá mệt mỏi. Khi ăn cơm tối thì người vợ nào cũng phải ngồi ăn với con của họ. Một gia đình gồm 181 người sống hòa thuận trong căn biệt thự này. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.